hé lộ bí mật phong thủy trong kim tự tháp ở Trung Quốc. Một nhà nghiên cứu người Ý đã phát hiện ra những chi tiết thú vị về thuật phong thủy áp dụng trong xây dựng lăng mộ cổ đại ở Trung Quốc. Theo tờ Fox News, trong hơn 40 kim tự tháp chôn cất những vị hoàng đế và một số thành viên trong hoàng tộc ở Trung Quốc, mỗi nơi an nghỉ được chôn vùi ở bên dưới một ngọn đồi lớn rất cao. Giulio ấy, tác giả của một nghiên cứu mới về các lăng mộ cho biết, chỉ có hai trong số các địa điểm này đã được khai quật một phần, vẫn chứa nhiều bí ẩn một trong số đó là lăng mộ kim tự tháp được bảo vệ bởi đội quân đất nung của vua tần thủy hoàng julio mali cùng cộng sự thực hiện nghiên cứu lớn về thiên văn học và yếu tố phong thủy trong cách sắp xếp lăng mộ của những bậc đế vương thời cổ đại ở trung quốc họ sắp xếp ngôi mộ một cách phù hợp với nhiều yếu tố thiên văn địa lý trong nghiên cứu được công bố kim tự tháp trung quốc cổ đại có hai loại một nhóm các ngôi mộ được định hướng với độ chính xác cao các mặt của các ngôi mộ này đều được sắp xếp phù hợp với bốn phương đông tây nam chuyên gia mali giải thích rằng cũng tương tự như vị hoàng đế ai cập cổ đại vua ở trung quốc xưa kia cũng là người nắm giữ quyền lực tối cao là sự ủy thác của trời cao nên sự sắp xếp lăng mộ phù hợp với trục của trái đất cho thấy vị trí số một của người quá cố trong khi đó một nhóm các ngôi mộ khác lại được thiết kế và sắp xếp thẳng hàng với sao bắc cực theo đó các lăng mộ hoàng tộc sắp xếp theo hướng tây bắc chuyên gia mali cho rằng các nhà xây dựng lăng mộ cổ đại đã nhận thức được về sự chuyển động của trục trái đất Họ chọn sao Bắc đầu vì đã tính toán đến trục quay của trái đất. Họ hiểu rằng trong suốt cuộc đời của trái đất, trục của hành tinh chúng ta thường trôi chậm và đều đặn. Kết quả là làm cho các ngôi sao dịch chuyển. Sao Polaris rất gần thiên cực nên nó hầu như không chuyển động biểu kiến trên bầu trời đêm. Trong khi nhà thiên văn học đã từng đồng nhất hóa thiên cực bắc với sao Bắc Cực, trong khi nó không hoàn toàn như vậy, thì từ thời nhà Hán ở Trung Quốc, họ đã nhận ra thiên cực bắc cách sao Bắc Cực một khoảng nhất định. Sao Bắc Cực là một ngôi sao quan trọng trong truyền thống của Trung Quốc từ lâu sao bắc cực đã được sử dụng như một ngôi sao quan trong trong việc điều hướng nhất là đối với người đi biển